Chào mừng các bạn đến với kênh Tám Tin Tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự việc và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh Tám Tin Tức. Và hãy bản tin tại hôm nay của chúng tôi có. Chào mừng các bạn đến với kênh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về mối nguy hại từ loài cá dọn bể hay là gọi là cá lao kiến đối với các ngư dân. Loài cá ngoại lai được nhu nhập vào Việt Nam với mục đích phục vụ cho thú chơi cảnh gọi là cá dọn bể, nhưng không biết bằng cách nào cá dọn bể lại bị sổ, chuồn và xả ra môi trường tự nhiên rồi phát triển tàn lan khó mà kiểm soát được. Chưa thể tính toán hết được những hệ lụy mà loài cá ngoại lai này gây ra đối với môi trường, song với những người vẫn ngày đêm gắn bó với nghề chài lưới với khúc sông này quãng kênh kia để mưu sinh thì chúng đã gây ra thiệt hại lớn. Một người làm nghề chài lưới tên Yến sinh năm 1957 có hơn 30 năm gắn bó với khúc sông Thương ở Bắc Giang chia sẻ với chúng tôi rằng ông cảm thấy ngán ngẩm, thậm chí là căm ghét cái lũ cá dọn bể này. Sự xuất hiện của chúng khiến cho những người làm nghề sông nước như ông có nguy cơ phải cắt thuyền, treo lưới, gác cần câu và thậm chí có thể treo niêu. Theo ông Yến, trước đây quãng sông này nhiều tôm cá bản địa, còn hiện giờ cứ thưa vắng dần. Oái âm thai vì hễ cứ thả lưới xuống sông là bị vướng rất nhiều loài cá dọn bể. Có hôm thả lưới chưa đầy 20 phút đã có cả chục con cá này mắc lưới rồi. Lẽ thường gặp cá thì dân chài lưới sẽ vui, nhưng với loài cá dọn bể này, các ngư nhân phủ dặn rằng chẳng có hào hứng gì bởi chúng không những ít mang lại giá trị ngoài việc làm sạch bể cá cảnh, và cá vướng vào khiến ngư dân mất nhiều thời gian để gỡ chúng ra khỏi lưới hơn. Loại này dính vào lần là sẽ rách tan tay lưới. Thử hỏi có ai ưa loài cá này không? Ông Yến nhăn nhó giải bày. Tôi có một buổi chiều cùng ông Yến đi đánh cá dọc sông Thương trên chuyến thuyền nan, và trực tiếp thấy những con cá dọn bể to bằng bắp chân người, da dẻ thâm nâu, mình mẩy đầy gai góc, và gom chúng thật sự ghê rợn và không mấy thiện cảm với chúng. Mẻ lưới vừa vớt lên, cua cá bản địa thì chẳng thấy đâu, mà cá dọn bể thì mắc lưới đến cả mấy chục con. Người ta quẳng chúng lên bờ cả ngày mà chúng vẫn sống nhăn răng không chịu chết. Ông Yến than thở, không biết giờ ở đâu ra lũ cá này nhiều thế. Dù thả lưới vương, lưới bắt quái, quăng chài, thả rọ hay đi câu đều chạm mặt nó hết. Nhiều hôm phải bắt cả chục ký cá dọn bể mà phát ngán. Khổ nổi chỉ nhìn hình dạng chúng đã ghê rợn rồi. Mình cá đó, thì cá này mình rất ít ăn thịt, toàn xương, da dẻ thì xù xì, thô ráp, vây nhọn hoắt như đinh, và đương nhiên con người chẳng thể dùng làm thực phẩm được. Không ai bắt được mớ cá này cũng đành gọi cho mấy gia đình trên bờ mang về nấu cho lợn hoặc ủ làm phân để bón cho cây mà thôi. Nếu trước đây bình quân mỗi ngày ông Yến kiếm được từ 100 đến 200 nghìn đồng từ việc đánh bắt cua cá trên khúc sông này, nhưng nay khó khăn hơn rất nhiều. Có hôm giăng lưới cả tiếng không được gì ngoài loài cá dọn bể này mà thôi. Đó, vào Việt Nam đã từng đối mặt với những hậu quả lớn từ một số sinh vật ngoại lai như là rùa tai đỏ, ốc bu vàng, mới đây là tôm hùm đất, và giờ là cá dọn bể này lại tạo ra những mối nguy hại không kém cho môi trường. Giải bài toán này thật sự không hề đơn giản và cần phải có câu trả lời cho nhiều năm, và đặc biệt là không chỉ trên khúc sông này. Và tôi gặp một số ngư dân đi trên chuyến câu giải trí và những người nuôi thả cá ở ao hồ thì họ đều cho biết loài cá dọn bể đã xâm nhập vào đó và sinh sôi rất nhanh. Anh Vũ Minh Hồng cũng là dân chài lưới lâu năm trên sông Thương cũng bất ngờ khi thấy có quá nhiều cá dọn bể ở khắp hồ ao sông ngòi. Bình thường khi được nuôi trong bể, giống cá ấy có kích thước và trọng lượng rất khiêm tốn, nhưng khi sống ra môi trường tự nhiên chúng lại to lớn bất thường, có con nặng vài kg chẳng hạn, anh Hồng đã kể. Tương tự, anh Ngô Minh Khánh ở huyện Hiệp Hòa ở Bắc Giang có mấy mẫu hồ để thả cá, dù đã tuyển chọn cá giống rất kỹ, be bờ, đắp vùng cẩn thận, nhưng không hiểu sao đợt thu hoạch cá cuối năm vừa qua anh lại xuất hiện tới vài chục ký cá dọn bể. Anh Khánh bảo nếu không có biện pháp kiểm soát đối với loài cá ngoại lai này thì lâu dài chúng sẽ trở thành hiểm họa lớn và khó lường đến những tác hại với môi trường. Vì loài cá dọn bể hay còn gọi là cá lao kính có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng là loài ăn tạp, thích nghi rộng, cơ thể nhiều xương, vây cực sắc nhọn và cứng như đinh. Ở môi trường tự nhiên, chúng không chỉ tranh cướp thức ăn mà còn có thể hút nhớ chắc nhầy tên mình của các loài cá khác. Còn cá dọn bể thì sinh sản rất nhanh, con người chả ai buồn bắt nên càng tạo ra cơ hội để chúng đẻ nhiều hơn và tồn tại và tác oái ở chốn thủy cung. Cũng càng đặt ra giả thiết vì cá dọn bể lây lan đến chóng mặt nên thời gian gần đây các sông ngòi ao hồ thưa vắng dần cả tự nhiên bản địa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây cho chúng ta thấy không biết sao chứ loài cá dọn bể này cũng có là món ăn ngon lắm ấy. Đặc biệt nha, nó là trị bệnh tiểu đường là bá cháy luôn ấy. Những ai mà bị bệnh tiểu đường thì có thể dùng con cá dọn bể này đó, để nướng lên rồi lột da ra rồi ăn thịt nó sẽ trị được bệnh tiểu đường. Nó còn như các món ăn khác thì không biết có ngon hay không. Tôi chỉ nghe nhân gian nói là trị được bệnh tiểu đường mà thôi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nằm ngay đây nè để xem các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.